cuộc thi Phụ sản Hà Nội Voice, lời hát từ trái tim Blue Trắng, nhằm tìm kiếm tài năng âm nhạc truyền cảm hứng trong Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Hãy cùng xem lại màn biểu diễn ấn tượng của các thí sinh trong vòng sơ khảo. Số báo danh 05, thí sinh Lê Thị Mỹ Linh và Gây Mê Hồi Sức. Vừa chớp một vài giây, còn ta lớn, lớn như thế này. Giờ con ta đứng ngay trước mẹ đây, giờ con ta chứng minh cho mẹ thấy, rằng con đã lớn rồi, mẹ vui lòng, mẹ vui. Hãy bình chọn cho giải thí sinh yêu thích nhất bằng cách like, share video biểu diễn của thí sinh. Thời gian bình chọn từ 17 giờ ngày 31 tháng 3 năm 2023 đến hết 17 giờ ngày 7 tháng 4 năm 2023. Bên cạnh đó, link bình chọn giải phong cách ấn tượng nhất sẽ được mở vào lúc 17 giờ đêm chung kết. Đón xem chung kết cuộc thi Phụ sản Hà Nội Voice được livestream trực tiếp trên fanpage và kênh YouTube chính thức của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.